Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hướng Dẫn Cuộc Sống. Thì ngày hôm nay kênh Hướng Dẫn Cuộc Sống sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta đổi được cái mật khẩu của MBBank, mật khẩu ngân hàng MBBank, và cách để làm sao chúng ta xem được cái lịch sử giao dịch của mình, hoặc là cái biến động số dư đó mọi người. Biến động số dư, mình thấy có rất là nhiều người sử dụng app MBBank để chuyển khoản, để làm này làm nọ, nhưng mà khi mà nhận tiền về á, có nhiều khi không bật thông báo, không biết là biến động số dư nằm đâu hết chứ, là cũng không có biết là mình nhận tiền được chưa. Mà tiền á thì nó cộng vô rồi, nhưng mà mình không biết là cộng với bao nhiêu tiền, nhiều khi nó cộng vô ít quá mình cũng không để ý, là không biết luôn. Thì ngày hôm nay có hai vấn đề mình muốn chia sẻ cho mọi người, là có hai vấn đề mình muốn chia sẻ cho mọi người, đó là mình muốn chỉ cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta tìm được cái nơi để chúng ta đổi được mật khẩu bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Chứ còn mặc định app á, thì sẽ 6 tháng hoặc là 1 năm gì đó, app nó sẽ đổi mật khẩu cho mình một lần, nó sẽ bắt buộc mình đổi mật khẩu. Tại vì mật khẩu của mình lâu quá nó hết bảo mật, cho nên là nó sẽ đổi mật khẩu khác. Điều thứ hai nữa thì mình muốn chia sẻ với mọi người là cái cách để chúng ta xem được cái biến động số dư của mình, là chuyển khoản vô bao nhiêu, trừ ra bao nhiêu, còn lại bao nhiêu gì đó, thì chúng ta sẽ xem. Tại vì bình thường là mọi người sẽ không có biết cái mấy cái đó đâu. Nhiều khi sử dụng app, nhưng cái app này nó mới, thì các bạn mới tải app về, hoặc là không có biết cách làm sao để mà mình xem được mấy cái vấn đề đó, mấy cái chi tiết đó. Thì bây giờ video này mình sẽ hướng dẫn hết cho tất cả mọi người xem nha. Rồi, thì mình cũng nhận được một yêu cầu của một bạn, đó là kêu mình là muốn đổi mật khẩu thì vào chỗ nào ạ? Một bạn tên là Phúc Lưu nè, mình sẽ để lên màn hình cho bạn xem. Phúc Lưu muốn đổi mật khẩu thì vào chỗ nào ạ? Đó. Thì sau khi mà mình nhận yêu cầu này thì mình sẵn đây, mình đã có ý tưởng ngay từ lúc đầu rồi, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái biến động số dư nữa. Nhưng mà vì lý do là có bạn này hỏi cái này luôn, cho nên là mình sẵn chia sẻ cái này. Thì chia sẻ luôn cái vấn đề là biến động số dư luôn. Đó, nhanh lắm, cho nên là mọi người cùng theo dõi nha. Thì đầu tiên các bạn vào app MBBank trước nha. Đây, đây mình hướng dẫn cho mọi người. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào app MBBank. Đây mọi người, vào app MBBank nha. App MBBank của mình nè. Đây app MBBank này nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vào app. Rồi bây giờ vào app rồi, chúng ta sẽ như những cái bước thông thường thì chúng ta sẽ đăng nhập app. Rồi ở giao diện chính, sau khi chúng ta đăng nhập rồi, ở giao diện chính nè, mọi người sẽ bấm vào phần ở trên đây. Đây mình sẽ vẽ lên trên đây cho mọi người xem nha. Ở trên góc bên trái màn hình, bên trái màn hình là chỗ cái đầu người nè. Đó, chỗ hình cái người nè. Mọi người bấm vô đây nha. Rồi, mọi người sẽ bấm vô đây. Đó, thì chúng ta sẽ gặp được là thông tin của mình, quản lý thiết bị nè, thay đổi mật khẩu nè, thay đổi email đó, hoặc là gửi hỗ trợ. Thì khi mà các bạn muốn thay đổi mật khẩu thì bạn bấm vào đây, bấm vào nút nè, thay đổi mật khẩu nè, ở đây nè. Đây mọi người thấy không, bấm vô thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu hiện tại của mình. Mật khẩu hiện tại của mình thì sẽ là, rồi sau khi mà mình nhập mật khẩu hiện tại của mình xong rồi thì bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu mới. Các bạn lưu ý nè, ở đây nó có một cái thông báo là mật khẩu mới bao gồm 7-20 ký tự, trong đó bắt buộc bao gồm ký tự thường, ký tự in hoa và chữ số. Đó, ký tự thường, ký tự in hoa và chữ số. Nhưng mà ngày hôm nay sẵn đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn cái tuyệt chiêu đặt mật khẩu mà không có hacker nào hack được chứ. Này gọi là bảo mật theo kiểu quân đội luôn đó, bảo mật cao luôn mọi người. Đây, siêu cao luôn, đẳng cấp nhất luôn nha. Thì bây giờ mình chỉ đơn giản thôi, mình không có cần đặt nhiều số đâu. Chỉ sau các bạn là, chỉ cần là các bạn là đủ những yếu tố như mình là được. Nè, thì bây giờ mật khẩu cũ mình đã nhập rồi. À, thì bây giờ mình nhập mật khẩu mới nè. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bằng một cái hình thức gọi là, ví dụ như cái tên của cái số cái chữ thông thường thôi. Thì bây giờ đầu tiên á
Còn theo các bạn á, thì các bạn đặt như thế nào các bạn đặt nha. Cái này là mình hướng dẫn thôi chứ không phải đặt mật khẩu giống mình là chết luôn nha. Rồi ok. Ví dụ như ở đây, ví dụ như mình ví dụ mình tên tên Long đi ha. Mình tên Long là tên 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 thật của mình là tên Long. Bình thường người ta gọi, người ta hay gọi mình là anh Ri ha, mình tên Ri nha. Bình thường người ta hay gọi Ri. Bây giờ tên Long nha. Thì bây giờ mình đọc mật khẩu sao? Mật khẩu là bây giờ đầu tiên á, mọi người nhớ như thế này đi. Cái chữ đầu tiên lúc nào cũng viết hoa đi là xong. Là xong đi được mọi yếu tố. Đó, viết hoa là chữ L, viết hoa. Rồi viết chữ viết thường đúng không? Nó yêu cầu mình là có chữ viết hoa, có chữ viết thường. Rồi có một cái số. Thì bây giờ mình chữ L là viết hoa rồi, chữ O, N, G nè, nó chữ Long nè. Thấy chưa? Là bốn ký tự rồi. Rồi thêm một số, ví dụ như bây giờ mình thêm số số 1 đi. Giờ mình thêm số 1 nha. À, các bạn có thể thêm nhiều số nhưng mà ở đây mình đặt mật khẩu chuẩn thôi. Miễn sao cho đạt đủ yêu cầu là từ 7 ký tự đến 20 ký tự thôi. Nhưng mà mình cần tầm 7 tới 8 ký tự là ok rồi, là chuẩn lắm rồi. Thì Long với đây số 1. Rồi mọi người thêm một cái nữa cho mình. Là một yếu tố nữa, bây giờ là nó đang cần cho mình là ba yếu tố là mình đạt được hết rồi, là chữ viết hoa, chữ viết thường và một chữ số. Đó, như thế này là được rồi nè. Ví dụ như ở đây mình thêm những cái gì ở phía sau đại thì nó cũng được, miễn sao đủ 7 ký tự trở lên là được. Nhưng mà không, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách khó hơn để cho hacker khỏi có đoán được. Thì bây giờ ở đây ví dụ như Long, mình để số 1 là đạt được yếu tố là xong rồi. Nhưng mà không, mình sẽ để như này. Long, cái chữ L đầu tiên nè ha, chữ Long nè ha. Thì bây giờ mình ghi chữ Long rồi, là mình đang có hai yếu tố trong này rồi. Thì bây giờ mình thêm một chữ L nữa cho mình, là hai chữ L viết hoa. Ví dụ ở đây mình không đặt là Long nữa mà mình sẽ đặt là L, hai chữ L luôn, hai chữ viết hoa đúng không, hai chữ viết thường đó, hai chữ viết hoa, hai chữ viết thường nha mọi người. Đó là cũng là một chữ L nhưng mà hai chữ hoa, chữ chữ thường. À, hoặc là các bạn Long đi là o o này cũng được. Đó, L L O O nhỏ rồi tới N N rồi tới G G cũng được. À, cái này là an toàn cao hơn nè, mỗi thứ hai chữ. Nhưng mà rồi sau khi mà như cái tên Long của mình xong rồi đúng không, nhưng mà mọi người nhìn mật khẩu rồi rất là khó đúng không. Rồi bây giờ tới phần số, thì bây giờ mình sẽ để một hai số, ví dụ như hai số 1, hoặc là số 1 với số 9 cũng được, hoặc là số 1 với số khác cũng được, hoặc là hai số tùy chọn. Đây là mình đi đưa mẫu cho bạn thôi. Đó, 1 1 nữa. Rồi thêm một cái ký tự đặc biệt nữa. Rồi cái ký tự đặc biệt thông thường mà khó đoán đó là mọi người là có ba cái ký tự thông thường, đó là A cộng, thân và sao. Đó, mọi người muốn thích cái nào thì để cái đó, còn hoặc là để ba cái luôn được, giống như mình gì nè, mật khẩu gì là ai hack được đúng không. Nhưng mà không đâu, bây giờ mình sẽ để một ký tự đặc biệt thôi, A cộng thôi. Rồi mình sẽ không để là chữ nguyên chữ Long luôn mà mình sẽ để tới đây thôi, đạt đủ yêu cầu thôi, là hai chữ L, hai chữ O, hai số 1, L L O 11 A cộng đấy. Rồi mọi người nhập ở dưới y như vậy luôn. Mật khẩu này siêu, thấy như vậy thôi chứ mọi người rất là khó đoán nha, không thể nào đoán được đâu. L L nè, mình sẽ xác nhận lại mật khẩu dù mà chúng ta sẽ nhập giống nhau nha. Đó, 11 A cộng. Rồi sau khi mà xem giống nhau rồi chúng ta bấm ok. Rồi sau khi mật khẩu của chúng ta nhập xong ok rồi thì mọi người sẽ bấm tiếp tục, bấm nút gửi nè mọi người, chữ gửi nhà dưới nè. À, nó báo lỗi với mình nè. Đây nè mọi người, cái báo lỗi là GW341 ha. Là cái lỗi này là cái lỗi là vì cái mật khẩu của mình là trước là hôm trước mình đã đổi rồi. À, cho nên là mình sẽ bấm, khi mà bấm đổi nữa thì mình sẽ đổi lại cái mật khẩu cũ của mình á. Để cho dễ nhớ mình không có đổi mật khẩu mới, tại vì mật khẩu cũ, mật khẩu hiện tại là mật khẩu khác, mật khẩu trước đó nữa mình đã đổi rồi. Mà trước đó ví dụ như 3 lần gần nhất
mà nếu mà mình có đổi rồi á thì mình sẽ không quay lại được cái mật khẩu 3 lần gần nhất đó, cho nên mọi người chú ý cái vấn đề này nha. À, nó hiện lên cái bảng này thông báo này mình mới nhớ, mình nhắc cho các bạn luôn. Cho nên là bây giờ mình đặt mật khẩu mới là phải 3 lần trước đó chúng ta phải quên đi, à, không được đặt giống gì nữa, à, chúng ta phải đặt mới hơn. À. Rồi sau khi mà xong rồi đúng không, sau khi mọi người đặt mật khẩu xong rồi thì mọi người bấm gửi là xong rồi đó. Rồi sau khi mà các bạn đặt lực mật khẩu thành công rồi, sau khi mà các bạn đặt mật khẩu xong đó thì các bạn sẽ đăng nhập vô, đăng nhập trong app này. Bây giờ mình đăng nhập rồi thì mình sẽ chỉ cho mọi người thêm một cái nữa, đó là chính là cái phần mà biến động số dư, là cái vấn đề rất là nhiều được nhiều người bạn quan tâm á. Tại vì cái này đâu phải là ai cũng biết đâu mọi người đó, cho nên là mình phải xem cái biến động số dư của mình. Nhiều khi mình tìm chính bản thân mình vậy nè, như trong app như này nè, mình cũng không có biết cái app để cái biến động số dư nằm đâu á, nên không biết đường để mà xem. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn đó. Thì bây giờ mọi người sẽ nhìn bên góc đây nè, góc tay phải, hồi nãy em đang nhìn góc tay trái rồi đúng không, bây giờ chúng ta bỏ cái tay trái đi, nhìn tay phải nè. Đây mọi người thấy cái chuông không, chỗ này rồi, chỗ cái chuông đó đó, mọi người nhấp vào, nhấp vào cái chuông nha. Rồi thì ở đây nó sẽ có những cái thông báo mời quý khách đánh giá lựa chọn năm sau gì đó, mã rút tiền gì, giao dịch mã rút tiền thành công gì đó. Mở khóa thẻ như này, những cái thông báo mà app nó gửi cho mình, ví dụ như rút tiền bao nhiêu, cộng tiền, có nghĩa là rút tiền hoặc là cái gì nó thông báo thôi, chứ còn cái biến động số dư mà chính xác nó không có thông báo ở đây. Thì mình sẽ nhìn qua đây, các bạn thấy con ong này không, đây con ong đây. Đây, chỗ này, chỗ con ong này nè, thường thường con ong nằm đây nè, mình không có thấy được, mình không để ý. Đây, cho nên mình đem con ong đi chỗ khác, xuống đây. Mày qua chỗ này nè, mày đứng này mày án đường quá. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào phần biến động số dư bên đây, góc bên này nè mọi người, đây. Biến động số dư này mới là chính xác, rồi mọi người sẽ bấm vào. Biến động số dư. Đấy, thì ở trong đây nó sẽ để cho chúng ta tất cả những cái giao dịch biến động số dư của mình. À, thì mọi người cứ nhìn vào trong đây để chúng ta xem cái biến động số dư của mình. Rồi thì đó là cái cách để chúng ta xem được biến động số dư của ngân hàng của mình ở trong cái app MB Bank. Rồi thì ngày hôm nay mình cũng hướng dẫn xong cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta cái chỗ để chúng ta thay đổi mật khẩu, chứ cái cách thay đổi mật khẩu mình có hướng dẫn video khác rồi, chỗ để thay đổi mật khẩu ha. Rồi cái chỗ để xem biến động số dư. À, rồi cũng xong rồi thì chúc tất cả mọi người thành công nha. Rồi có cái gì mà thắc mắc á, thì mọi người cứ comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn cho mọi người để cho mọi người biết thêm về app này, hoặc là những cái gì trong cuộc sống thì mọi người cứ comment bên dưới, mình sẽ cái nào làm được là mình làm hết, cái gì về cuộc sống là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hết, mọi người cứ yên tâm nha. Rồi cuối cùng thì mọi người thấy video hay á thì mọi người nhớ cho mình một like, chia sẻ, nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ kênh của mình. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Bye bye. Các bạn có thể xem thêm video ở trên màn hình của kênh Hướng Dẫn Cuộc Sống và đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.